Yo, hi, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay sẽ là một video về em Pikachu này. Thì đây là em Pikachu phiên bản Gundam mà mình vừa mới lắp xong. Thì mình cũng không biết là nên review gì về em này, tại vì kiểu nó bị nhỏ quá. Nhưng mà thôi, thì cứ review đại sơ qua một chút về em nó nhé. Thì em Pikachu này á là của hãng Bandai, được làm theo phong cách của Gundam, giống như là họ sẽ được thiết kế vào những cái dĩ như thế này nè, những cái bát nhựa như thế này, gần giống như là Gundam vậy. Xong sau đó chúng ta phải cắt ra và lắp thành một con Pikachu như thế này. Thì nó là phải cắt ra, nhưng mà thực chất thì những cái bát được gắn trên cái dĩ này á, thì nó khá là kiểu dễ tháo ra, mọi người chỉ cần dùng tay và kiểu bấm nó ra thôi, chứ không có cần phải dùng kiểu dùng kềm chi cho nó mắc công. Nên cái này thì con này không cần phải dùng kềm cho lắm. Thì con em này mình mua với giá là, ủa như tao quên mà, khoảng tầm 8 đồng 99 cent, 99 đồng đi, thì sẽ rơi đâu đó tầm khoảng 200 ngàn Việt Nam chưa tính thuế. Theo mình thấy thì so với 200 ngàn Việt Nam ấy, thì nếu so ở Việt Nam thì nó hơi mắc một tí, nhưng mà bên này thì nó thuộc dạng tầm giá ok, chứ không có mắc phết. Em này thì được thiết kế giống như là một cái phần body, xong sau đó sẽ được gắn những cái phần tay như là chân và đuôi vào sau như thế này, được tách riêng ra chứ không phải là nguyên một khối tổng thể. Trừ cái phần đầu thì được được gắn chặt vào phần kiểu được thiết kế để gắn giữ chặt vào phần thân luôn cơ. Nhưng mà có điều mà rất là hay ở phần đầu, đó chính là khi mà mọi người lắc như này thì cái phần phần tai của cái con Pikachu á, nó sẽ kiểu được lắc qua lắc lại này, nhìn kiểu cute với Lin đó. Và nói chung thì con này á, theo mình thấy là cũng ok, nhưng mà nó chỉ có một phần á mà mình thấy khó hiểu nhất, đó chính là nó cứ bị lỏng lỏng kiểu gì ấy. Khi mà mọi người lắc, mọi người sẽ nghe được cái tiếng giống như là nó bị lỏng ấy, và cái âm thanh nghe cũng hơi khó chịu một tí. Nhưng mà it's okay, no problem. Thì con này thì không có cần phải kẻ like hay kiểu chà nhám hay cái gì cả, chỉ cần lắp chay thôi. Và khi mà lắp con này, ủa mà thật ra là tại mình muốn nói qua một cái là con này á, khi mà mọi người lắp á thì sẽ được cho một miếng decal để dán vào những cái phần như là miệng này, cái phần hồng ở ngay miệng nè và phần trắng ở ngay mắt. Hết đúng không ta? Và nó cũng chả có gì đặc biệt để nói về em này cả. So về kích thước ấy thì để mình cũng chưa so nữa, nhưng mà đây là một con gì ta, cái gì be quên rồi, cái năm be. Thì phần kích thước ấy thì con này hai con nó sẽ khá tương đồng với nhau, chỉ có một cái là cái con bên đây ấy, thì cái tay nó nhỉnh hơn, tại vì cái tay nó dài hơn thôi, chứ cũng chả có gì đặc biệt cả. Về phần phía sau thì con này nó có một cái đuôi, cái phần phía đuôi này thì khi mà mọi người sử dụng mà kiểu lắc nhiều á, nó sẽ bị mòn, nó hơi mòn một chút, nên mọi người kiểu nên tránh và hạn chế lắc cái đuôi này một chút. Bởi vì khi mà mình mới lắc cỡ 2-3 lần thì nó đã bị mòn một chút rồi, nên mọi người nên kiểu hạn chế một chút về việc lắc cái đuôi của con này. Và đó là những thứ mà mình có thể nói về con Pikachu này. Kiểu cute vậy liền. Và đó là những thứ mà mình có thể nói về con Pikachu này một chút. Ok. Thì đây là một video thế về cho con mô hình hay là Gundam của tuần này nhé. Ok. Và tuần sau sẽ có một con Gundam mới. Một con Gundam mới nhé. Và bye bye. Bye bye đi em. Bye bye. Bye bye.